Xin chào các bạn khán giả của chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa. Chúng ta đều biết rằng truyền thống làm báo tường luôn là một cách để các bạn học sinh gửi gắm những tình cảm và những lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô, những người lái đò tận tụy. Và báo tường có lẽ là một cách để chúng ta thể hiện một sự sáng tạo và một sự kỳ công trong đó. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một hình thức làm báo tường hoàn toàn mới và vô cùng là độc đáo như thế nào. Thì ngay sau đây hãy đến với phóng sự của chương trình. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, thay vì viết và vẽ báo tường trên khổ giấy A0 như trước kia, bây giờ bạn hoàn toàn có thể làm báo tường qua phát thanh như các bạn học sinh trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Chúng ta hãy xem các bạn ấy thực hiện như thế nào nhé! Còn đây là số báo đặc biệt của các bạn học sinh trường trung học phổ thông Kiến An dành tặng cho thầy cô của mình nhân ngày 20 tháng 11. Bên cạnh cách làm truyền thống thì ban truyền thông do các bạn phát động làm báo tường điện tử qua trang web và mạng xã hội được thực hành từ chính những kiến thức đồ họa do nhà trường mở lớp đào tạo nên các bạn học sinh nơi đây rất thành thạo trong công nghệ mới này. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã theo dõi một đoạn phóng sự và có thể cảm nhận được không khí vô cùng là khẩn trương và rất là gấp rút để cho ra những sản phẩm của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và Trung học phổ thông Kiến An. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng gặp gỡ những nhân vật đã làm ra những tác phẩm báo tường hiện đại này nhé. Xin chào các bạn, mình là Thảo Linh, lớp 12A8 trường Trung học phổ thông Kiến An. Xin chào tất cả các bạn, mình là Chi Phương, học lớp 12 xã hội trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Vậy Thảo Linh này, từ cái ý tưởng nào mà chúng ta lại lựa chọn hình thức là làm báo tường hiện đại? Theo em thấy thì hình thức báo điện tử này vô cùng mới mẻ và nó sẽ thu hút được nhiều bạn tham gia đối với hình thức báo này. Vậy Thảo Linh có cảm thấy là hình thức làm báo tường điện tử nó có quá sức với chúng ta không? Dạ, cũng có một phần, nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô và nhiều các anh chị cựu học sinh khác nên bọn em cũng đã phần nào hoàn thành được sản phẩm. Vậy Chi Phương, anh được biết là bọn em lựa chọn cái việc làm báo tường đó là làm bằng phát thanh đúng không? Vậy thì phát thanh nó có khác gì với những cái hình thức làm báo tường truyền thống không? Theo em thì hình thức phát thanh thì sẽ truyền bá được đến rộng rãi với các bạn hơn. Bạn có thể thể hiện được tiếng nói của mình và tài năng của mình. Thì, cái lời nói thì sẽ truyền được tình yêu trực tiếp hơn đến các thầy cô. Vậy mình làm báo tường bằng phát thanh thì chúng ta có những cái bước thực hiện nó như nào? Đầu tiên là khâu lên ý tưởng. Thì cả ban sau khi lên ý tưởng thì sẽ họp với nhau, sau đấy sẽ chốt ý tưởng. Sau khi chốt ý tưởng thì các bạn sẽ dựng lên một cái kịch bản. Chúng em sau khi sửa kịch bản thì bắt tay vào việc quay. Và sau khi quay xong thì chỉnh sửa và cắt ghép để làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Vậy thì những cái nhân vật ta như là các bạn học sinh hay là các thầy cô thì có hợp tác không? Lúc đầu cũng có một vài khó khăn là tại vì các thầy cô cũng có nhiều tiết dạy trùng ấy, nên là không thể mời được. Nhưng mà về sau thì cũng có khá nhiều cái thay đổi và cuối cùng thì cũng thuận lợi để hoàn thành ạ. Vậy còn Thảo Linh thì sao? Khi mà bọn em thực hiện những cái này thì có những cái khó khăn gì? Ý tưởng của bọn em đưa ra thì là của các thầy cô hay là của chính các em? Dạ, về phần ý tưởng thì là do các thành viên ở trong câu lạc bộ cùng nhau lên ý tưởng, sau đó là đưa lên cho đoàn trường duyệt và đoàn trường sẽ đưa lên cấp ủy để xin ý kiến và xin chỉ đạo. Vậy thì bên cạnh việc làm báo tường điện tử thì bọn em có làm báo tường truyền thống không? Bên cạnh sản phẩm báo tường hiện đại thì trường có phát động cho bọn em làm về báo tường truyền thống. Thì ban em sẽ phụ trách là đi truyền thông cho về vấn đề đấy đến tất cả các bạn học sinh và giúp đỡ các bạn học sinh làm. Vậy còn Thảo Linh thì anh hỏi em một câu là em có cảm thấy là báo tường truyền thống nó có gì hay và báo tường hiện đại nó có cái gì mới, và liệu rằng chúng ta có nên bỏ báo tường truyền thống đi và chỉ tập trung vào làm báo tường hiện đại không? Theo em thì cả báo tường truyền thống và cả báo tường hiện đại nó đều có những nét hay của nhau. Ví dụ như báo tường truyền thống thì chúng ta có thể phát huy được tính sáng tạo của mình, đồng thời khi mà cùng nhau bắt tay làm những tờ báo tường truyền thống thì chúng ta có thể tạo nên nhiều kỷ niệm với nhau. Em cũng đồng quan điểm với bạn là mỗi thể loại thì có một cái hay riêng và
báo tường hiện đại thì sẽ giúp cho các bạn thỏa sức sáng tạo. Từ lúc mà chúng ta lên kế hoạch đến lúc mà ra được một sản phẩm hoàn thiện thì nó có mất nhiều công sức và trong khoảng thời gian là bao lâu hả chị Phương? Bọn em làm trong khoảng thời gian là 3 tuần. 3 tuần. Tại vì cái sản phẩm này sẽ rất là cần cái sự công phu và tỉ mỉ của các bạn. Vậy còn bên phía Thảo Linh thì sao? Những cái tờ báo điện tử của em thì sao? Sản phẩm của chúng em thì cũng phải mất đến 1 tháng cả việc lên ý tưởng, lên ý kiến của các thầy cô và việc hoàn thiện. Ta nên đi sâu hơn về cái công việc của bọn em, đúng không? Thảo Linh có thể chia sẻ thêm được không? Dạ, câu lạc bộ của bọn em thì được chia ra là ban nội dung và ban kỹ thuật. Ban nội dung thì bao gồm viết bài, là MC và cả bao gồm là công đoạn là trang trí báo tường và cả báo hiện đại. Còn đối với ban kỹ thuật thì sẽ tập trung vào việc quay, dựng clip và làm đồ họa trên máy tính. À, cả đồ họa nữa. Vậy thì ai là người dạy bọn em đồ họa? Thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện. Trong hè thì đã mở cho bọn em một lớp học vi tính đồ họa, giúp bọn em có thể biết được những điều cơ bản để làm nên trang báo hiện đại này. Và anh cảm thấy là thực sự là bọn em đã rất là may mắn khi mà được các thầy cô vô cùng là tạo điều kiện về cái môi trường giúp mình phát triển ấy, vừa trang bị cho bọn em kỹ thuật rồi vừa tổ chức các lớp học để trang bị thêm kiến thức chúng ta. Anh thấy là rất là bổ ích. Vì anh cảm thấy là các bạn học sinh đã có được sự chuẩn bị vô cùng là kỳ công, vô cùng là công phu để cho ra được những tác phẩm báo tường hiện đại dành tặng các thầy cô nhân dịp ngày 20 tháng 11. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, ngay sau đây chúng ta hãy đến với các tác phẩm của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Kiến An và Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Xin chào quý vị và các bạn, đây là bản tin TVC 24 giờ của ban thanh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Hôm nay 20 tháng 11 sắp khởi công, anh vừa mời gặp gỡ những người ngày hôm nay để xem họ có cảm nhận như thế nào về ngày này nhé. Cùng đi thôi. Sau đây hãy cùng chúng tôi gặp gỡ và phỏng vấn một nhân vật để xem rằng cảm nhận của bạn ấy về ngày 20 tháng 11 như thế nào nhé. Hiện tại tôi đang có mặt tại đầu cầu thông tin của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Thưa các bạn thấy không khí 20 tháng 11 của trường Trung học phổ thông như thế nào ạ? Hôm nay thì tôi thấy trường tôi đã chuẩn bị 20 tháng 11 thì rất là hiệu quả. Ngày xưa khi đi học ấy thì bọn anh làm báo tường truyền thống. Thì là các lớp bắt đầu thi với nhau để lớp nào sẽ có những bài viết này, có bài viết hay và có cái sự trang trí đẹp mắt nhất thì đem ra thi và bắt đầu và chấm điểm. Bây giờ anh lại cảm nhận là bọn em lại có một cách nhìn khác, một cách làm khác về báo tường. Có nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau làm và cùng nhau thực hiện một sản phẩm của chung để làm sao mà thông qua đó gửi gắm những cái tình cảm và những lời tri ân đến các thầy cô. Vậy Thảo Linh và Chi Phương, mà một cá nhân trong một tập thể rất nhiều người cùng tạo nên một tác phẩm như thế, thì bọn em mong chờ điều gì từ các thầy cô? Đầu tiên là bọn em mong chờ cái sự đón nhận nồng nhiệt các thầy cô. Và thứ hai thì bọn em muốn thông qua cái video đấy là truyền tải tình cảm của toàn thể học sinh toàn trường đến tất cả các thầy cô như ngày 20/11. Thì qua đó muốn chúc các thầy cô là luôn luôn thành công trong sự nghiệp chồng người của mình và chúc thầy cô gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vậy còn Thảo Linh, em có muốn gửi gắm gì đến các thầy cô không? Điều quan trọng nhất là chúng em muốn gửi tấm lòng biết ơn của mình đối với các thầy cô. Và bọn em cũng muốn chúc thầy cô luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết trong nghề của mình để có thể đào tạo được thêm nhiều lớp học sinh hơn nữa. Anh cũng tò mò là không biết là ngoài những cái hoạt động này thì sau này thì bọn em có sẽ tiếp tục thực hiện thêm những cái dự án như thế này không? Rất là ý nghĩa và vô cùng là nhân văn này. Trong tương lai thì ban phát thanh chúng em sẽ cho ra những sản phẩm có nhiều sự sáng tạo hơn nữa. Và thông qua những cái video đấy thì không chỉ là truyền tải cái giáo dục đến cho các bạn học sinh toàn trường, mà có thể là để cho các bạn được tiếp cận với những cái truyền thống theo một cách mới mẻ hơn. Anh nghĩ là báo tường hiện tại nó rất là mất công và cần sự đầu tư vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng mà nếu mà chúng ta dồn hết tâm sức vào nó, nhiệt huyết với nó thì anh chắc chắn nó sẽ đạt được thành công và nhận được những sự đón nhận và những cảm xúc vô cùng tuyệt vời từ các thầy cô đấy. Và lời tri ân sẽ trở nên sâu sắc và nồng ấm hơn với một món quà ý nghĩa và phù hợp. Và ngay sau đây, trong mục kiến thức tuổi hoa, Việt Anh sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm một món quà vô cùng là tinh tế và đơn giản.
Vừa rồi là một gợi ý mà chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa dành tặng cho các bạn để các bạn có thể gửi gắm những món quà rất là ý nghĩa cho các thầy cô nhân ngày 20 tháng 11. Và nhân ngày 20 tháng 11 thì em cũng xin chúc các thầy cô sẽ luôn có một sức khỏe tốt và tràn đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp chồng người của đất nước.